Nối tiếp thành công từ giải chạy Pháp ngữ mùa đầu tiên được tổ chức năm 2022 và mong muốn đưa sự kiện trở thành một hoạt động thường niên nhằm mục đích tăng cường tinh thần đoàn kết của cộng đồng nói tiếng Pháp. Vào sáng ngày 24 tháng 3 tại thủ đô Hà Nội, tổ chức Đại học Pháp ngữ IUF, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và tổ chức quốc tế Pháp ngữ OEF đã tổ chức mùa 2 giải chạy Pháp ngữ. Hơn 1.800 vận động viên ở mọi lứa tuổi tham gia sự kiện thể thao và văn hóa dành cho những người nói tiếng Pháp, yêu mến tiếng Pháp và yêu thích bộ môn chạy bộ này. Đây là sự kiện thể thao và văn hóa dành cho những người nói tiếng Pháp, yêu mến tiếng Pháp và yêu thích chạy bộ. Năm nay, mục tiêu phát triển bền vững số 3 của Liên Hợp Quốc vì một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc cho cộng đồng ở mọi lứa tuổi được chọn làm chủ đề chính của sự kiện. Chúng tôi cho rằng giải chạy là cơ hội để các bạn trẻ và cả những thành viên không còn trẻ như các bậc phụ huynh hay thậm chí những người đã lớn tuổi được cùng nhau nỗ lực và chia sẻ một hoạt động thể thao, tinh thần đoàn kết cũng như giá trị Pháp ngữ. Tôi thực sự hy vọng rằng tất cả những ai chưa có điều kiện tham dự giải chạy năm nay sẽ tham dự sự kiện này trong những năm tới. Tôi rất vui khi có mặt tại sự kiện rất ý nghĩa này. Chúc cho cộng đồng Pháp ngữ và người dân Việt Nam sẽ có thêm nhiều hoạt động cùng nhau ý nghĩa hơn nữa trong thời gian tới. Giải chạy có 3 cự ly 2,5 km, 5 km và 10 km, phù hợp với khả năng của từng nhóm đối tượng tham dự. Đây là một trong những giải chạy phong trào có cơ cấu giải thưởng phong phú nhất với tổng cộng 37 giải, dành cho nhà vô địch nam và nữ ở mỗi cự ly. Vận động viên lớn tuổi và nhỏ tuổi nhất của mỗi cự ly, nhóm đăng ký sớm nhất và nhóm đăng ký đông nhất. Giải chạy Pháp ngữ 2024 thông qua các hoạt động đa dạng mong muốn trở thành điểm hẹn nhằm khuyến khích thúc đẩy sức khỏe và niềm vui sống cho cộng đồng.